Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ hài Chí Tài lần đầu trải lòng về việc không có con, hé lộ lý do không thể tin nổi. Ở tuổi 61, niềm vui hiện tại của Chí Tài đến từ gia đình. Anh còn niềm vui đến từ đam mê nghệ thuật. Niềm vui của nam diễn viên là được đi diễn, sáng tác nhạc. Niềm mơ ước của nghệ sĩ sẽ là cho ra mắt một CD. Anh cũng có những sáng tác liên quan, muốn gửi đến khán giả. Nói về cuộc sống khi không còn đứng trên sân khấu, Chí Tài cho biết những bậc cha chú đi trước anh cũng thấy buồn. Họ ít việc, ở nhà lo cho gia đình. Chí Tài không biết khi nào bản thân sẽ như vậy, nhưng bây giờ vẫn chưa. Anh vẫn còn khán giả, vẫn còn nhiều bầu show mời, game show nam diễn viên cũng vẫn còn làm. Khi chưa vào nghề, tôi đã thấy rất nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là những nhạc sĩ. Mỗi người một hoàn cảnh. Có người làm khấm khá, họ để dành. Có những người lại không biết để dành, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu, nên cuối đời mới khó khăn. Tôi rút kinh nghiệm, sống chừng mực, né rượu chè, cờ bạc, hút sách. Nhiều người nói tôi nếu không có một trong bốn thứ đó thì không phải nghệ sĩ. Tôi lại nghĩ khác. Đã là nghệ sĩ phải sống khỏe mạnh, lành mạnh để cống hiến cho nghề và cuối đời không bị khó khăn. Nói về vợ, anh cho biết vợ anh không cần giúp anh gì cả vì Chí Tài đi làm tất cả tiền đều đưa cho vợ. Nam diễn viên cũng chẳng cần suy nghĩ một ngày nào đó vợ anh sẽ chia tay, lấy hết. Sống với nhau sau 35 năm, vợ chồng vẫn tạo được cuộc sống gia đình hạnh phúc mà vẫn dung hòa được công việc, chính là nhờ vào sự tin tưởng lẫn nhau. Đặc biệt vợ anh luôn tin, con người anh cũng bị cám dỗ nhưng biết điểm dừng. Nói về chuyện con cái, Chí Tài cho biết vợ chồng anh không thích có con. Một phần vì hồi xưa khó khăn, anh quan niệm khi có con phải lo cho con đầy đủ. Nếu không lo được, đừng đẻ. Đẻ rồi lăn lóc, nhức đầu. Hai vợ chồng gây sự, đổ vỡ. Điều đó không nên làm. Hiện tại anh cảm thấy tiếc nuối vì không có con, Chí Tài chia sẻ. Nhiều người nói không ai nói giỏi tôi, không ai truyền nhân của tôi. Tiếc là chuyện đó thôi, chứ không bao giờ tiếc về già không có ai. Có bao giờ tôi nghĩ tôi già đâu. Cuộc sống có hạnh phúc, vui vẻ hay không đều do bản thân. Bản thân phải tự tạo niềm vui, cuộc đời sẽ vui. Không quan trọng có con hay không, chỉ cần cảm thấy vui, hài lòng. Mọi người hay nói tôi chắc không nợ đường con cái. Vợ tôi cũng nghĩ như tôi vậy. Chí Tài thật sự là mẫu người đàn ông lý tưởng khiến nhiều cô gái mơ ước. Nam danh hài chỉ cảm thấy hạnh phúc khi vợ hạnh phúc. Và anh luôn biết điểm dừng để giữ gìn trọn vẹn hạnh phúc suốt 35 năm qua. Các cánh mày râu cũng nên học bí quyết này của nam danh hài để có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trọn đời bên người mình thương. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.